Thưa quý vị, Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần đầu tiên chính thức khai mạc vào tối qua tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Vùng đất có kênh sáng Sà No được xem như con đường lúa gạo huyền thoại suốt một thế kỷ qua. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàng bày tỏ sự tự hào về vị thế nhóm gạo ngon nhất thế giới của Việt Nam. Từ chạy gạo từng bữa, Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu. Ông khẳng định, xây dựng một nền sản xuất kinh doanh có trách nhiệm với con người và môi trường, góp phần tích cực vào ổn định an ninh lương thực thế giới là mục tiêu chiến lược, là sự cam kết của ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Lễ khai mạc diễn ra với các tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh được dàn dựng công phu, thể hiện những nét đẹp của người nông dân Việt Nam gắn liền với cây lúa từ xưa đến nay. Tất cả đã để lại dấu ấn đậm nét cho các đại biểu, khách mời và bạn bè quốc tế về đất nước, con người và nền văn minh lúa nước Việt Nam. Trong khuôn khổ festival, chuỗi các sự kiện hội thảo, triển lãm, trưng bày cũng đã được diễn ra liên tục, bắt đầu từ ngày 11 tháng 12 và tiếp diễn đến hết ngày 14 tháng 12, là điểm đến thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.